tôi mới vô Dương khốn nạn. Sao hả Phù Lộc? Cả đám đàn em đem theo xăng và công cụ này nọ tới đây, bộ muốn nấu ăn hả? Đúng rồi đó. Nè, đàn em của anh tới chỗ của tôi để mà phóng hỏa. Để tôi dẫn đàn em tới đây để đáp lễ đó mà, giúp công ty của anh trang trí lại cho đẹp hơn thôi. Có phải anh bị đản trí không? Hình như là anh kêu người tới chém tôi và còn đâm ba tôi bị thương. Món nợ này tính sao đi? Chà, vô quan kìa, con mắt nào của anh nhìn thấy chưa? Vậy con mắt nào của anh nhìn thấy tôi phóng hỏa? Một con, hai con, ba con chà. Đúng lắm. Bộ tóc giả của tôi, trời ơi. Cầm mỗi chân lại. Chân tay lại. Sao? Lúc nãy anh nói tính sổ phải không? Anh đã đâm một nhát dao trong người của ba nuôi tôi. Bây giờ tôi sẽ đâm lại một nhát dao trong lòng ngực của anh. Công bằng rồi phải không? Đừng mà, tha cho tôi đi. Tha giùm tôi đi đại ca. Cầu xin anh tha cho tôi lần này đi. Hồi sùng liên cho Duyên Gia dựng lên. Không có ông ấy làm sao có tôi. Sao tôi dám vô lễ như vậy? Làm sao dám vô lễ như vậy chứ? Còn không chịu nhận à? Xin anh tha cho tôi đi. Giờ tôi sẽ gọi Liêm Gia để ông ấy chủ trì công đạo. Tôi bắt anh chết phải nhắm mắt. Đừng mà đại ca. Cho tôi cơ hội này, tôi giang sẽ ra đó. Đừng mà. Đừng manh động. Không liên quan gì anh. Đánh lén. Buông tay. Không phải không muốn tẩy trắng bọn anh em hay sao? Nếu như cậu ra tay thì tổn hết công sức rồi. Cảnh sát, dừng lại. Dừng lại. Toàn bộ dừng lại. Tất cả người xuống. Xuống. Bỏ xuống. Tất cả người xuống. Cậu xuống. Nhảy lên. Bỏ xuống. Lưu Vĩnh Lộc, đứng lên. Tôi nghi ngờ anh lừa đảo và kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp. Bây giờ chính thức bắt giữ anh. Còng hắn lại. Dết mà đâu. Đi, bỏ lên. Toàn bộ dẫn về hết. Dết mà đâu. Madam, thực ra đội CIB chúng tôi ngoài thu thập tin tức ra còn biết thả tin nữa. Nếu nhóm ông cha hội Sùng Liên biết được anh gài bẫy lừa đảo, tham ô công khoản, tôi nghĩ anh sẽ bị người ta đá ra ngoài hệ ngân hà. Anh Lưu Vĩnh Lộc, ngồi tù, xử phạt gia pháp, tự chọn đi. Bà ta muốn làm chuyện dở mặt hả? Vô khống tôi hả? Trang mạng trực tuyến đăng nhập. Số dư tiền khả dụng. Sao lại như vậy chứ? Tại sao tiền bị chuyển đi rồi? Tiền đó của tôi mà. Mà đàm sao lại cướp tiền của tôi vậy? Im miệng đi, im miệng. Tiền của tôi mà. Tụi ba đi, im miệng đi. Chỉ, họ dẫn anh ta đi. Chứ sao? Mất hết tiền rồi. Tài khoản của anh hôm qua thật sự đã bị hack. May là hệ thống bảo an đã tự động đóng băng tài khoản, đối phương mới không tấn công được. Những chuyện lén lút này chỉ có Phù Lộc mới làm thôi. Nhưng mà nó bị CIB bắt rồi. Sao lại như vậy chứ? Hôm nay tôi nhận được tin tức, tiền trong tài khoản của Phù Lộc cũng đã bị người ta lấy hết rồi. Hắn cũng là người bị hại. Vậy có phải là những đối thủ giành trưởng khoản khác làm không? Dù là như vậy, họ cũng phải cần người để giúp đỡ, đồng thời biết được thông tin của hai tài khoản ảo và người vừa có năng lực hack vào đó. Tôi chỉ nghĩ ra được một người thôi. Quang Hỷ. Anh Quang Hỷ, tôi biết được anh thích nhất lặn sushi, nên tôi đã kêu ông chủ chuẩn bị hết rồi. Cá ngừ và nhím biển tươi sống, muốn gì cũng có hết luôn đó. Chỉ có ba người chúng ta làm gì ăn được nhiều đồ vậy? Anh chủ, anh đúng là khách sáo quá. Anh giúp tôi một việc lớn như vậy, mang tiền bên trong tài khoản của Phù Lộc chuyển hết cho tôi, ăn thêm 10 bữa cũng không thành vấn đề. Chúng tôi là người làm việc lớn, kiếm tiền lớn mà, quan trọng là vui vẻ. Anh Quang Hỷ, sao lại tới đây vậy? Muốn theo dõi các anh có gì mà khó đâu. Chúng ta đều quen biết lẫn nhau, sao món ngon cũng không kêu luôn chúng tôi chứ? Một người là nước mặn, một người là nước ngọt, sao phải cùng bạn dành ăn cơm chứ? Tôi tưởng là anh ngán làm ăn lớn rồi, tu tâm dưỡng tính chứ. Nhưng anh lại ăn chặn hai bên luôn kìa. À không đúng, là ăn chặn ba bên mới phải.
Chuyện khẩu vị này thì rất khó thay đổi. Quen ăn thịt cá béo bổ thì đi lại con đường cũ theo đại ca kiếm ăn thôi. Ơi, không biết tại sao hôm nay không muốn ăn sushi. Nè, mình ăn mì hoành thánh đi ha. Nhìn khí thế này của anh như là cường chín ngón đi theo đại ca như anh kiếm ăn thì đúng hơn. Quan Hỷ, anh đâu phải là thiếu tiền xài. Rốt cuộc anh đang làm cái gì đây? Trác Khải, bây giờ anh không là cảnh sát, tôi cũng không phải là đại ca xã hội đen, đâu cần thiết phải bàn giao với anh. Là các người xâm nhập tài khoản trên sòng bạc trực tuyến của chúng tôi. Nếu các người không giải thích rõ ràng thì làm phiền các người theo tôi về giải thích lại với anh Hạo Dương. Làm ơn chú à. Chà, sao đông đủ vậy? Mở party sao? Từ Thiên Đường, anh tới đây làm gì? SIA nhận được tình báo, nói ở đây có nhóm xã hội đen tụ tập, có thể sẽ có đánh nhau, để muốn qua đây tuần tra. Sếp à, anh cũng thấy rồi đó, là hai người họ bao vây không để chúng tôi đi đó. Vậy tôi phải bảo vệ cho nhân dân an toàn rời khỏi đây. Sếp Trác, anh không có ý kiến chứ? SIA của các anh cũng tò mò nhiều chuyện ghê chứ. Đừng làm tôi khó xử nữa. Cảm ơn Thiên Đường. Không đi được. Bây giờ là họ bắt đứng anh Hạo Dương, tổn hại lợi ích trong hội rồi. Trong hội có quy định của hội, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Sếp Trác, mặc kệ nó đi mày, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Cảm ơn nha. Cô làm gì vậy? Anh đi giúp Quan Hỷ và Cường Chính Ngón chứ gì. Tôi nhất định sẽ giúp sếp Trác và bạn Hạo Dương rồi. Nếu đã như vậy thì vạch rõ ranh giới, tất cả mọi chuyện được phân chia rõ ràng lại. Sau này không ai đụng chạm ai cả. Chuyện công thì đừng có đem về nhà chứ. Có mua bánh tiramisu cho cô nè. Đừng có ăn ngồi đi. Ghế sofa này là của tôi. Đồ của anh làm ơn mang đi đi, tôi không hứng thú ăn. Có cần nghiêm trọng tới vậy không đây? Hết là bạn bè rồi đúng không? Anh là không phân biệt đúng sai. Xã hội đen cũng có thể đi chính quy, sao không làm chứng khoán luôn đi? Có thành công hay không thì tự tôi nhận biết được. Tóm lại sau này tôi đi đường tôi, anh làm việc anh. Ranh giới này anh đừng có vượt qua. Madam à, vài hôm trước chúng tôi đã đột phá sòng bạc ở trên mạng trái phép của Lưu Vĩnh Lộc và cũng thu thập hết tất cả thông tin tài khoản của hắn, lịch sử giao dịch, dùng để làm bằng chứng. Tốt lắm. Món chính chưa lên, ăn đỡ món tráng miệng vậy. Ít ra có gì đó vào bụng. Nhưng mà còn có một tài khoản ảo, bên trong đã bị người ta xâm nhập và tất cả tiền bên trong đã bị chuyển đi hết. Chúng tôi tin rằng là họ tự đấu đá với nhau. Madam, đội ô chúng tôi vừa nhận được tin tức hội Sùng Liên tuần sau sẽ bầu chọn trưởng quản, người nào doanh thu cao thì người đó được chọn. Lưu Vĩnh Lộc và bạn Hạo Dương là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cơ hội rất cao, chính là bạn Hạo Dương đã lấy hết số tiền đó. Không phải hắn, căn cứ vào tình báo của tôi, người ăn cắp số tiền đó là Cường Chính Ngón. Cường Chính Ngón chỉ là một con rối, người chi phối sau lưng là Đàm Quan Hỷ. Ngày càng hoang đường hơn, Đàm Quan Hỷ đã chết từ rất lâu rồi mà. Anh đã gặp thi thể của ông ta chưa? Ê, thật ra nội gián thám viên của chúng tôi từng đích thân tiếp xúc qua với hắn. Thì ra mấy năm trước hắn thiệt là chưa chết, chỉ là chạy nạn đến một quốc gia nhỏ ở nước châu Âu, cho nên một khi tai tiếng qua rồi mới tái xuất giang hồ trở lại. Nghe nói là hôm trước Đàm Quan Hỷ và Cường Chính Ngón đã từng gặp mặt nhau, và lúc đó bạn Hạo Dương cũng dắt theo một nhóm người đi bao vây họ. SIA nhận được tin tức phái người đi ngăn cản, sau đó còn hộ tống Đàm Quan Hỷ rời khỏi nữa. Lại là SIA, họ dựa vào đâu mà can thiệp chứ? Tôi đã tìm hiểu sơ bộ với họ rồi, cơ bản là SIA họ sợ hai người họ chiếm giết lẫn nhau, quấy rối trật tự nên mới phái người qua đó thôi. Anh tin họ hả? Họ chỉ qua loa anh thôi. Ok, nếu như Đàm Quan Hỷ chưa chết thì mau mau bắt ông ta về tiếp nhận điều tra. Yes, madam.
Theo như tôi quan sát, Từ Thiên Đường không giống Hắc Cảnh lắm. Hay cô đang gặp phải một người diễn xuất dở hơn cô không biết đó thôi. Dù cô có đồng ý hay không đi chăng nữa, tôi nhất định cũng sẽ giúp bạn Hảo Dương giành được chiếc ghế lông đầu này. Thật ra nếu như tôi có thể lựa chọn, tôi muốn làm lại nghề khác. Để đi, ở đây không quan nhân cậu.